bún hào một cân. Vợ mình dặn rồi, bún hào bớt đi một nửa là hai hào một cân thôi. Ôi chú đất. Chào chị. Hôm nay làm miếng mông chị nhá. Vâng. Mông chị hôm nay ngon lắm. Ây, nhưng mà cứ phải sờ tận tay, dây tận chán xem mông chị có phải không thì tôi mới mua. Trời ơi, sờ đơn giản. Đưa tay chị cho sờ nào. Được rồi, cho sờ nhé. Nào, đưa tay đây nào. Ơi. Sờ mông nào. Ê, nào, ê, nào, nào, nào. Nhắm mắt vào, nhắm mắt vào. Đấy, nhắm mắt cảm nhận đi. Mềm quá. Ừ, mẩy không? Mát quá, mẩy quá. Ê, mà còn trắng nõn ra kìa. Ừ, trắng nõn à. Ừ, mở mắt ra mà nhìn. Ừ, đúng rồi, ừ, mềm thế. Ừ. Mông chị mềm thật. Ừ. Trắng, ngon. À, chị bán bao nhiêu tiền một cân? Ừ, chị bán rẻ mà. Bốn hào. Bốn hào một cân? Ừ. Sao đắt thế? Ờ, vợ tôi dặn đi chợ là phải trả giá. Thế tôi trả như thế này nhá. À, hai hào một cân, chị bán cho tôi một cân. Cái gì? Hai hào một cân. Hai hào? Ừ. Chị bán rồi. Nói cho mày biết này, mày mặc cả kiểu đấy. Mày, sao mày lại mặc cả kiểu đấy? Mày mặc cả kiểu đấy à? Này nhá, bà truyền đời báo kiếp cho cái thằng hãm biết nhá. Mày mặc cả cái kiểu bẩn đời đấy à? Hả? Mày mặc cả cái tiền sư nhà mày như thế à? Hả? Bà bán hàng của bà nhá, bà ngành nghề bao nhiêu năm mà chưa có cái thằng nào nó dám mở mồm nó mặc cả theo bà cái kiểu rẻ rách như mày nhá. Mày biến ngay từ giờ trở đi, bà nhìn thấy mặt mày bà giết. À, rau tươi ngon quá nhỉ. Bà ơi, thế từ sáng giờ đã bán mở hàng rồi chưa? Ôi dồi, tôi chưa bán mở hàng. À. Cậu muốn mở hàng rau cho tôi đi. Tôi là người mở hàng à? Nhưng mà tôi lại không mua rau, tôi đi mua thịt. Ờ, thế mua thịt thì rẽ vào hàng rau làm gì? Thì rẽ vào hàng rau để hỏi mua thịt. Ôi dồi, mua mở hàng cho tôi. Nhưng mà tôi có ăn rau đâu, tôi ăn thịt, ghé hàng rau để hỏi mua thịt thôi. Tiền sư bố này, sáng ngày ra chưa bán mở hàng, không mua rau thì đừng rẽ vào hàng rau. Thì rẽ vào hàng rau hỏi giá thịt còn gì. Mày có tin là bà đánh cho mày một trận không? Ấy, làm gì mà đánh. Không bán mua thịt thì phải ra hàng thịt chứ rẽ vào hàng rau. Đúng là thằng đầu đất. Ê, vẫn thế của chú. Sao lại vẫn thế? Hôm nay nhá, anh phải lấy cho tôi cái cá nào mà nó sống nhá. Cá sống luôn thì tôi mới ăn nhá. Hôm nay lấy cá sống. Ừ. Chờ anh tí. Đây nhá, sống vẫn còn dễ nhanh tách. Đây, nó phải như thế này chứ. Của anh đây. Hai hào nhá. Tưởng mọi hôm vẫn ăn cá ươn. Mọi hôm khác, hôm nay khác. Thế về nhá. Đây, hai hào hả? Hai hào. À. Ở đây. Cá ươn đây. Ui, mắt tanh quá. Trời ơi. Nào, để ông xem chúng mày đi chợ như thế nào. Ông mời ông xem. Đấy. Ông nhìn qua là cũng cân tài cân sức, dạ, cả táo bạn. Nhưng quan trọng nhất là bây giờ nghe chúng mày trình bày. Dạ, dạ bẩm ông. Ừ, mày trình bày đi. À, tiền ông đưa con đi chợ, con mua thế này à? À, thịt thì à, con cứ thịt mông sấn con mua, con sờ là cái trắng lõn ra, à, sao nó cái căng này là con mua bốn hào một cân đấy, cá là hai hào hai con đấy, ông ạ. À, cá mà cứ bày lên thớt là cá ngon. Cá người ta bày ra để chào hàng. Con mua về, ông xem thấy thế đã được chưa? Nghe cũng có lý. Thế thằng nước. Dạ. Trình bày. Vâng, con xin phép trình bày ông. Thứ nhất,
là mua thịt ấy thì người ta phải chọn thịt vai nó mới ngon, chứ thịt mông ăn không được đâu ông ạ. Đấy, thịt vai tươi rói rói mà lại hồng hào như thế này, con mua chỉ có 2 hào thôi ông ạ. Này, thằng kia mày đừng có điêu nhá. Gì? Tao nhìn thấy rõ ràng mày mua 4 hào mày lại bảo có 2 hào là thế này, nào? Này, ông thấy cái gì? À, thấy cái gì? Đây. Tôi mua có 2 hào thôi nhá. Thôi, không cãi nhau nữa. Dạ. Trình bày tiếp đi. Dạ vâng ạ. À, thưa ông, cá mà nằm trên thớt rồi thì chắc chắn là cá chết. Đúng đấy. Mà chết thì mùi nó khó chịu lắm ông ạ. Khăn khàn thum thum thủ. À, dạ vâng ạ. Đấy, thế ông nhìn đi ạ. Cá của con nó tươi rói rói như thế này đúng không ạ? Đấy, con mua xong mà người ta lại còn cho thêm một nải chuối về để kho cá. À, cá thì kho. Quá là tuyệt vời đúng không? Nghe qua mày vừa trình bày là tao biết trình của thằng này đến đâu. Sao mà lại con bẩm ông không phải bẩm gì cả, ông là ông rất quý mày đấy. Người ta bảo rồi, cái trình nó kém thì bao giờ mua phải cá, mấy cái đồ nó cũng ươn, nó cũng ôi, nghe chưa? Nhưng được cái là mày thật thà, ông rất quý tính của mày và ông quyết định, ông quyết định là mày vua và người được thăng chức đó là thằng nước. Từ nay trở đi mày sẽ là người quản lý về chi tiêu tài chính của gia đình. Con đổi ở đâu ạ? Thế thì mày cứ phát huy đi chợ cho ông là 2 hào 2 con cá, 2 hào 1 con thịt và được cho thêm 1 nải chuối. Đấy, tất cả các đồ phải tươi rói rói thì không bao giờ ông nói, nghe chưa? Đấy, cứ thế mà làm. Còn thằng đất bê cái này vào kia cho ông, cứ thế mà làm, nghe chưa? Thông minh lắm thằng ngu à. Thế là thế nào nhỉ? Tôi chết rồi, mình bị mắc mưu của ông Lý rồi. Ôi giời ơi, đúng là hữu danh vô thực mà. Làm thế nào để mua được 2 hào 2 con cá, 2 hào 1 cân thịt, xong lại còn được cho nải chuối. Ôi giời ơi, ông ơi, ông ơi à. Hâu. Dạ. Ôi giời ơi, mày thanh niên trai tráng gì mà đi chậm hơn cụ là thế nào? Thì tại con mệt quá ấy. Mà cụ kỳ thật đấy, cụ rủ con đi chơi Tết, đi sắm Tết cùng cụ. Thế mà cụ chả hào phóng tí nào cả. Cụ phát lộc cho con 1 hào để con uống ngụm nước, chứ từ sáng giờ con chả được giọt nước nào vào bụng cả. Mày dốt lắm. Sao lúc nãy qua đò mày không vụt đầu xuống mà uống cho nó đỡ khát? Còn biết ngay thế nào cũng nói như thế mà. Chả hiểu gì cả. Đi chợ Tết là tốn kém lắm, cho nên là tiết kiệm là đồng nào hay đồng đấy. Mày là hầu của tao mà mày còn phung phí hơn cả tao à. Nhưng mà con khát lắm rồi. Cụ cho con xin 1 hào ra uống nước, chứ không con mà chết ra đây thì cụ lại phải vác cái xác con về đấy ạ. Cái thằng này cứ mở miệng lên là tiền là thế nào. Thì người đời bảo là tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo mà cụ. Tao nuôi mày từ bé đến giờ, thế mà hôm nay mày có cả văn thơ với cụ kìa. Một chữ bẻ làm đôi không biết. Hôm nay người tiên là Phật, là sức bật con lò xo. Thì con nghe người ta nói nhiều nên là con thuộc thôi. Cụ ơi, cho con xin 1 hào để con ra uống nước, con khát lắm rồi. Ô đây xong rồi, con nước uống thoải mái rồi. Này, nhà lão Lý trưởng làng bên trước mặt đấy. Ê, tao với mày vào đấy cho mày uống nước thoải mái. Dạ, vâng. Mà có khi tao với mày nhá, cứ ở ỉ ở đấy, không biết đâu lão lại thiết đãi mình bữa cơm thịnh soạn thì sao con nhỉ? Đúng là cụ khôn thật đấy. Đi. Dạ, đi ạ.
thầy trò chúng tôi. Hôm nay đi sắm Tết. Còn nhà ông Lý, Tết nhất ông sắm đến đâu rồi? Cảm ơn ông Lý đã hỏi thăm. Tôi sắm được cũng khá khá rồi. À. Mà bây giờ già cả rồi thì ăn được bao nhiêu đâu mà sắm nhiều. À, ai nói gì thì nói đi. Cho con xin bát nước ạ. Ôi, ôi, con khát quá. Cô thông cảm ạ. Hôm nay hai thầy trò như ông ăn thì phải cái gì mà khát nước thế? Hôm qua bà cho ăn hơi mặn. Đó đấy, đâu làm gì đã được ăn cái gì hả cụ? Đi sắm Tết với cụ con từ sáng đến giờ mà cụ con chả nỡ bỏ ra một hào để cho con đi mua nước. Cứ bảo con là đợi đến nhà cụ mới được uống nước. Này, mày không nói thế, không ai bảo mày là ngu à. Sơn hào hải vị nhà tôi không có à. Nước thì thiếu gì. Thầy chó ông cứ uống thoải mái đi. Thế thì tiện cụ cho con xin bát nữa. Đấy, dạ, dạ. Uống đi. Con xin ạ. Hết từ ngoài giếng cái tay. Mà cụ ơi, uống nước xong rồi tự nhiên con này thấy đói quá cụ ạ. À này, thằng này lại là kêu nó đói vậy này. Tôi cảm thấy bụng nó lòng lặng. Thôi thế à? Ơ thế ông đói à? Ừ, đói. Thế thì đói thì ông đi về đi. Ông về đi. Tôi cũng đến bữa, tôi phải dùng bữa. Ấy, sao lại về được ạ? À? Cụ con bảo là đến đây uống nước xong ấy là phải ngồi đợi cụ. Bao giờ cụ mời cơm, ăn xong thì mới về. Chứ đã được ăn uống gì đâu mà về ạ. Ở cái làng này ấy, cứ bảo tôi là tiết kiệm. Nhưng mà hôm nay tôi thấy ông còn tiết kiệm gấp nhiều lần tôi. À không, tôi này, tôi gọi là rất chi là phóng khoáng. Người ta hay gọi tôi là hay tiết kiệm chứ đâu phải keo kiệt. Thôi, ông cũng phải thanh minh. Bao nhiêu tật xấu của ông ấy nó vọt hết ra ở cái mồm thằng hầu nhà ông kìa. Đây này, phải như hầu nhà tôi đây này. Hầu, dạ. Thế ông dạy gì con nhỉ? Dạ, ông dạy con là ông hỏi thì mới được trả lời. Còn ông mà chưa cho nói, cấm có được hé răng. Đấy, nó phải thế. Con nói toàn sự thật mà cụ nhỉ? Đúng này, chủ nào thì tớ đấy. Cá mè một lứa. Hầu, dạ. Tiện mồm thì mày mời ông Lý đi về để ông còn dùng bữa. Vâng ạ, dạ. Con mời ông Lý lại nhà. Thôi được rồi, ông Lý cứ dùng bữa đi cơ. Mời ông. À, thôi chắc tôi với ông khoảng 80 năm ta mới gặp lại nhau nhỉ. Về. Dạ. Con chào cụ ạ. Tưởng ăn được của ông mà dễ à. Cụ. Ôi giời ơi, nhà người ta kẻ hậu người hạ thì thông minh lanh lợi. Đằng này nhà mình có thằng hầu chẳng được cái tính sự gì. Này, khi nào hầu cụ cho phép nói mới được nói nhá. Dạ. Im. Tôi đi. Dạ cụ ơi. Mụ sư tử cái nhà mình đi chợ sắm Tết rồi. Nhân cơ hội này phải gặp em Hầu thôi. Hầu ơi, Hầu vào đây cô báo. Bà đi chợ sắm Tết rồi. Mày sang nhà cô Hầu, mày mời cô ấy sang đây nhá. Ok, cho sang đây. Sao mày cứ ngậm nhà thị là thế nào? Nói đi xem nào, tôi sao mà cứ ngậm mồm thế? Dạ, thì hôm trước cụ chả bảo con là lần sau cụ đồng ý cho nói thì con mới được phép nói. Thằng này mày ngoan, biết điều đấy. Dạ. Nè, bây giờ này nhá. Bà đi chợ rồi.
đây là cái thời gian tốt nhất để cụ uống cô màu. Mày biết thường gì đấy. Mày sang bảo cô ấy sang bên này nhá. Bảo cô ấy ngoan ấy, thì cụ chiều cụ cho tiền nhá. Dạ vâng, thế để con đi ngay. Đi ngay nhá. Dạ. Đi đi. Sao lâu thế, sốt ruột thế. Thời gian thì có hạn ý. Không mau đi bà về thì làm ăn cái gì. Ô Hồng, Hồng, Hồng ơi. Vào cụ Bảo. Mày sang bên nhà cô Màu chưa? Con gặp cô ấy không? Cổ quá nói đi, tao cho mày nói. Dạ, con sang rồi ạ. Ờ, thế đây. Cô ấy có nhà? Ờ, thế thôi. Ừ, được. Thế con đi làm tiếp đây cụ ạ. Ừ, đi làm đi. Đàn trang điểm để làm đỏ với mình đấy. Cái gì cái không khí mới bao giờ nó chẳng khác nhé. Nơi rồi mà vẫn không thấy Màu đến là thế nào nhé. Hầu, Hầu ơi. Dạ. Thế cô Màu đâu? Dạ thì cô Màu, cô ấy hẹn cụ là ra ngoài nhà hoang chỗ mà cụ với ở cô hay gặp ấy ạ. Ủa thế, thế sao bây giờ mày mới nói cho tao biết? Thế thì vừa nãy cụ hỏi con là cô Màu có nhà không, chứ cụ có hỏi con là cô Màu bảo gì không đâu mà con trả lời ạ. Úi trời ơi, thằng này sao mày ngu lâu thế hả? Cô hẹn là nhà hoang gì? Dạ vâng. Ngu lắm, đáng nhẽ mày về phải nói ngay cho cụ biết chứ. Thì con biết đâu, cụ phải hỏi con mới trả lời chứ. Cụ không hỏi thì để con trả lời để mà đáp đít ạ. Mày con cái hả? Cái ba to nhỉ? Úi trời ơi, chứ mà mày không bảo ngay cho tao biết là cô đợi tao ở nhà hoang, bây giờ mới nói là thế nào? Lý ơi, để cho Màu chờ lâu như này à Lý ơi. Ôi giời ơi, hay là lại chết dấm chết túi ở nhà với con mụ vợ rồi. Đúng rồi. Lại rủa lão ấy chết nhở. Lão ấy chết thì lão chết thì ai cho mình tiền? Mình lấy đâu chỗ làm ăn nữa. Nhưng mà Tết nhất lại không có tiền đi tiêu Tết như thế này thì... Lý ơi! Sao lâu thế? Hay là... Thôi đúng rồi. Hay là... bị con mụ sư tử nhốt ở nhà rồi. Mất bao nhiêu công mình son phấn. Trời ơi, nhà thì bao việc. Lý ơi là Lý, lần sau nhá, còn lâu mới đợi nữa. Ôi hỏng rồi. Từ giờ trở đi không có được lừng khừng nhé. Phải để ý xem mãi đi mới dám mò ra. Sao kém thế? Lý ơi! Lý à! Lý ơi! Màu đợi mình lâu quá, Màu về mất rồi. Hơi tiếc đây. Đấy, vẫn phản phất mùi hương của Màu. Đúng rồi, đợi lâu quá Màu về mất rồi. Cái thằng học này
không được cái tích sự gì. Ôi giời ơi, nuôi mày tốn cơm tốn gạo. Đúng là làm tớ thằng khốn còn hơn làm thầy thằng dại. Trời ơi, tiếc của quá. Vẫn còn phảng phất mùi hương của mộc. Ôi giời ơi, tối mịt tối mờ rồi mà sao chả thấy ai ở nhà thế này. Bình ơi, xin ơi. Dạ. Mày mang cái giải đi. Dạ con chào thầy. Mang nước đi đâu đấy? Dạ con đi uống hả? Mày thấy thầy đi làm về vất vả, nước không mang ra mà mời mang bát nước ra uống à hả? Mày lấy nước ở đâu đấy? Dạ con lấy nước ở dưới bếp. U đun ạ. U đun nước? Vâng ạ. Ôi giời. Sao lại lãng phí thế nhỉ? Hả? Mất thời gian đun nước, tốn củi đi đun nước. Tại sao mày không lấy nước ở giếng kia? Hả? Lấy nước mưa mà uống hả? Mang vào. Nghe thầy dặn cho kỹ đi này nhá. Mang bát nước này vào, đổ vào chỗ cũ nhá. Xong đó cầm cái bát này ra cái chung nước mưa, lấy cho thầy một bát vào đây. Dạ vâng ạ. Nhanh. Thời gian không biết làm gì, đi đun nước vừa tốn củi vừa mất thời gian. Ôi Minh. Minh về đây à? Nóng quá. Thế không về thì ở ngoài đồng à? Thì em thấy Minh về muộn em mới hỏi chứ sao. Không làm cố ấy, thì lấy cái gì mà nhét vào mồm hả? Cứ làm qua loa qua luyết thì ba cái miệng ăn này lấy cái gì? Giời ạ. Gì Minh? Hôm nay nhà phú ông tát ao, nên là tôi phải chờ để mót được mấy con cá. Này, này, cầm nó, cầm nó. Cầm nó, cầm nó. Cái gì? Này nhá, nghe dặn đây này. Trong này có một con cá giếc nhá, ba con cá rô, 5 con cá mải mại, có một con tôm nhá. Cái rồi đi. Mai nấu, chia đều ra nhá. Thiếu con nào chết với tôi. Biết rồi, khổ lắm cơ. Để cẩn thận đấy nha. Em biết rồi. Thầy ơi, thầy nước đây thầy ơi. Con mời thầy uống à. À, thầy xin. Đấy. Này, ngửi xem. Thơm không? Thơm. Ờ. Nước mưa thơm thế này bảo không? Ừ. Ôi giời ơi, nước mưa vừa thơm vừa mát. Này, nhà mình là từ các đời cụ đến đời thầy nhé. Là toàn nước mưa mà uống đây, uống đi con, uống cho mát. Đây, 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 đây. Uống đi. Con không uống đâu. Con này hay nhỉ. Uống đi. Không. À, xin, vào bê cho U cái niêu cơm ở đây nhá. Dạ vâng ạ. Ngon không mình? Cơm thế này mà gọi là cơm à? Hả? Hả? Cả ngày ở nhà chỉ có mỗi việc nấu cơm, thế mà dọn cái mâm cơm như thế này à? Thì em nấu toàn món ngon còn gì. Ôi giời ơi. Chết. Tôi nói mình nghe này, nhà này chỉ có mình tôi đi đồng, mình thì ở nhà làm ba cái việc vặt, thằng Xin này thì chỉ có chơi qua nhà, làm gì mà nấu nhiều cơm như thế này. Chỗ cơm này là phải ăn được 3 bữa nhá. Mà này tôi dặn mình này, làm cái gì thì làm cũng phải biết tiết kiệm nhá. Nấu cơm này mình độn thêm khoai, thêm ngô vào nhá. Ăn cho nó chắc dạ. Với lại thực phẩm mới mua tận 2 đĩa thế này à ha? Một cái đĩa này chia làm 3 bữa. Cái này cất đi, xịt. Mang xuống bếp, cất vào chặn. Dạ vâng ạ. Đậy cẩn thận vào không mèo nó vô. Mình tiết kiệm vừa phải thôi chứ. Này, tôi nói cho mình biết nhé. Dưa là cái món ăn được lâu,
mà lại lấy nhiều thế này à? Hả? Rồi là còn nước mắm này. Ui dồi ôi, thế này bảo sao không nghèo. Này, nước mắm ấy, mỗi bữa chỉ ăn từng này là nhiều nhá. Cứ thế lần sau cứ thế này mà đo nhá. Xin nào. Dạ. Ra đây thầy bảo. Lãng phí. Quá lãng phí. Cất hai bát này vào chạn nhá. Khóa cẩn thận mà không mèo nó ăn. Dạ vâng ạ. Thôi, cái cơm ra mà ăn đi còn gì nữa. Lần sau rút kinh nghiệm nhá. Xin ăn cơm đi con ơi, xin ơi. Dạ, ăn cơm đi. Này, uống nước đi con. Uống nước nhiều vào rồi ăn cơm nó nhanh no. Không, không uống đâu. Mà này, nhớ nhá, bắt đầu từ ngày mai trở đi nhá, tất cả cái việc đi chợ mua thức ăn để nấu cơm là tôi lo nhá. Rồi, em biết rồi, thôi ăn cơm đi. Ăn cơm đi con. Thầy ơi, thầy cất cơm với thức ăn đi rồi, ăn bằng gì à thầy? Ồ, bao nhiêu thứ đây thôi. Ê, ăn dưa này, ăn canh này, nước mắm này. Mà này, mai tôi mua vừng về, nhớ là rang lên cho nhiều muối vào nhá. Ăn no lâu, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Này, anh sao đây? Rất cám mình. Mình làm cái gì đấy? Thì em đang vá cho mình lại cái áo này. Khiếp, rách đi. Này, sờn hết cả vải cho đây này. Sờn thì vá thêm nó vào. Này, mình ơi em bảo. Hay là mai em ra chợ, em mua cho mình cái áo mới nhá. Cái áo này là thầy tôi truyền lại cho tôi nhá. Mặc vào người nó mát lắm nhá. Chỗ nào nó rách ấy, thì mình vá thêm nó vào. Mua làm gì cho nó phí tiền ra. Với lại cái áo này là tôi dự định để sau này thằng Si nó lớn nó còn mặc chứ. Nhưng mà nó hỏng hết rồi đây này. Mình nhìn không. Này, chỉ bục hết ra rồi em vá đi vá lại bao nhiêu lần. Thôi. Hỏng chỗ nào thì vá chèn như chỗ đấy nhá. Mà vá càng nhiều thì mặc này càng ấm chứ sao. Ôi dồi, cái gì thế này? Mình bật đèn dầu để vá đấy à? Chứ em phải nhìn em mới vá được chứ. Ơ, sao mình tắt của em đi, em vá bằng cái gì? Trăng nữa. Sao ấy? Sáng như thế này, cần gì phải đèn? Mình phải biết tiết kiệm chứ. Trời ơi. Ôi dồi. Ôi dồi ôi, cái gì đây chứ? Muỗi. Này mát trời nhỉ? Gió hiu hiu, trăng sáng. Tắm chưa? Tắm rồi. Tắm rồi à? Chua thế? Có mà mũi mình chua ấy. Chua đấy mà chua. Thằng Xin nó ngủ chưa? Nó ngủ rồi. Đêm hôm rồi chả ngủ. Thức làm gì? Hả? Cái gì? Tắm đi. Thế em tắm nha. Thôi, không còn tắm được. Tiết kiệm. Vào luôn, tôi chờ. Hả? Cái gì? Cái đấy. Nhìn. Tiết kiệm. Hả? Đừng có mà lộn tôm lộn tép nhá.
Nhà nó phải có cái nền nếp gia phong nhá. Gà mái thì gãy à? Tôi không quỳ. Lộn. Ôi trời. Thôi. Quỳ xuống. Tôi quỳ. Bỏ ngay cái kiểu tắt mắt đi nhá. Anh em uống rượu với nhau là phải trung thực. Không phải là tắt mắt, lại càng rất là trung thực. Hả? Đây là nhìn xa trông rộng. Hôm qua tôi mà không nhìn xa trông rộng, tôi mà không nhìn thấy cái viễn cảnh ngày hôm nay thì làm sao mà có cái đồ để nhắm như thế này được. Bà đừng có điêu nhá, tôi ăn làm sao được hết cả con bò. Có mấy lần là cùng lắm ấy, ăn hết nửa con gà, ăn hết con gà đấy. Bao giờ mà ai ăn hết được cả con bò. Tôi không nói điêu nhá, tôi bán con bò, tôi cắt tiền đi, ông rút lõi, ông mua hết. Ông cho hết cả vào chai rượu ông uống, nên còn không phải ăn cả con bò à, uống cả con bò à ông. Ui giời, đuổi đi. Đuổi ai? À, đuổi ai đâu? Đuổi vợ chứ còn đuổi ai? Tôi cho về nhà ngoại. À, đuổi đi. Tôi chỉ ăn có mấy quả trứng thôi. Đây nhá. Ôi giời, đúng ông ăn của tôi. 10 quả trứng nó đẻ 10 con gà để tôi nuôi Tết, được tôi bán mà bây giờ ông ăn hết của tôi. Ông có giả không? Thôi. Úi giời. Này. Nhỏ cái mồm thôi. Không hàng xóm láng giềng, người ta nghe thấy người ta cười cho. Tôi không nhỏ đấy. Hôm nay tôi nói to đây này. Ông hỏi nhà tôi, ông ăn hết trứng của tôi. Tôi không còn quả trứng nào nữa. Không có trứng nào mà nó nở để nuôi Tết thế này. Ông nên giả tôi đi. Thôi. Thôi, cái bà này. Ôi trời ơi, hàng xóm làm riêng ơi. Ông ăn hết trứng gà của tôi rồi. Nhỏ cái mồm thôi, khổ quá, có mấy cái quả trứng thôi mà làm bù loa lên. Tôi cứ nói đấy, cho cả làng biết đây này. Ông ăn hết trứng của tôi. Thôi, nhỏ cái mồm thôi. Tôi có muốn ăn của bà đâu, nhưng cái đi ăn của nhà người ta mãi thì mình cũng phải có quả trứng mời lại. Tôi nói cho bà biết nhé, ăn hết mấy chục trứng nhà thằng Tuất rồi, xong lại ăn của nhà thằng Thìn thì mình phải mang trứng đi mời người ta chứ. Bà có cái gì đâu mà cứ làm toáng lên. Mời người ta. Ông nhá, ông còn ăn cả con bò ấy, uống cả con bò ấy. Bà đừng có điêu nhá, tôi ăn làm sao được hết cả con bò. Có mấy lần là cùng lắm ấy, ăn hết nửa con gà, ăn hết con gà đấy. Bao giờ mà ai ăn hết được cả con bò. Tôi không nói điêu nhá, tôi bán con bò, tôi cắt tiền đi, ông rút lõi, ông mua hết. Ông cho hết cả vào chai rượu ông uống, nên không phải ăn cả con bò à, uống cả con bò à ông. Ui giời, khổ quá cơ, cứ tưởng đấy chồng trẻ, thì chồng trẻ giúp tôi. Biết đâu là tôi nuôi báo cô, suốt ngày rượu chè. Mấy thằng đàn ông ấy thì nó phải có cái tí rượu chè. Nam vô tiểu như cờ vô phong, đàn ông phải có tí rượu, tấm lòng nở hoa. Có cái gì đâu, rượu chè tí đấy, cho vui. Tôi cứ chết về cái câu ấy của ông cứ ngâm thơ, ông hát là tôi mê. Không ngờ bây giờ tôi nuôi báo cô, có cái gì ông bán hết đi, ông uống rượu với thằng Tuất, mấy thằng ở làng đấy, khổ quá bà con ơi. Thôi, được rồi. Mất chục trứng, tôi làm, tôi bù lại cho. Tí tôi sang nhà thằng Tuất, tôi xây thuê. Rồi tôi bừa cho nhà thằng Thìn. Không phải 10 quả trứng, có được cả trăm trứng đi này. Sang nhà thằng Tuất, đến nhà thằng Thìn để uống rượu. Chứ làm cái gì? Mà ông làm cái gì? Rồi trông trẻ thường khỏe. Biết đâu được chỉ có ăn mới chơi suốt ngày. Thôi, bây giờ tôi bắt ông đây này, quỳ xuống. Này, quỳ. Sao lại bắt tôi quỳ? Quỳ xuống, ăn của tôi trứng bây giờ phải quỳ xuống. Tôi đi ra đồng tôi làm, bao giờ hết 10 lần như quỳ đây này, 10 quả trứng, bao giờ tôi về mới được đứng lên nhá. Nếu mà đứng lên đừng có trách tôi nhá. Này,
đừng có mà lộn tôn lộn tét nhá. Nhà nó phải có cái nền nếp gia phong nhá. Gà mái bị gãy à? Tôi không quỳ. Lộn tôi. Tôi quỳ. Đấy, đấy thùng chè báo cô à? Quỳ nhá. Ôi giời, hết mực của chúng với tôi. Rồi. Vâng, rồi tôi về mới được đứng lên nhá. Tôi mà không thấy nó đủ trách tôi đấy. Tôi đi làm đồng đây. Ôi trời ơi, lấy được vợ hay là gặp phải hổ dữ thế này. Thằng nào cười đấy? Cười cái gì mà cười? Bảo đều ném cho cái bát bây giờ. Tuấn à? Úi giời. Sao bảo là nhà phải có nóc? sao bảo là phải có tôn ti trật tự? Sao lại bảo là phải có dưới có trên? Sao lại bảo là gà mái thì không được gáy? Thôi đi. Đừng có xoáy vào nỗi đau người khác. hay là tập quỳ trước để cho nó học theo. À làm mẫu hả? Làm mẫu hả? Không phải cười, không phải đá xoáy. Từ nãy giờ ông theo dõi nhà tôi đấy à? Ngồi kia trông thấy hết rồi, không phải giấu nữa. Mà mới sáng sớm, sang đây làm gì? Ôi trời ơi, đã về đâu mà chả sang. Sao được chưa bà? Hôm qua đấy, ngồi với nhau đấy, về muộn, nó khóa trái cửa trong, nó rào ngõ, không vào nhà được, ngủ ngoài gốc cây kia kia. Thế là chó chia mèo lắm đông rồi. Ôi thế sao hôm qua mạnh mồm lắm mà phải là lập lại trật tự, chấn chỉnh kỷ cương, vợ không nghe thì đuổi nó ra đường. Ôi thế giống nhau à? Cùng cảnh ngộ. Tôi với bạn khổ thật ý. Quá khổ luôn. Phải thay đổi, phải lập lại trật tự, không thể để nó như thế này được. Đúng, phải lập lại trật tự. Nhưng mà lập thế nào? Có rượu không? Có rượu? Có. Mang ra đây. Uống rượu xuông à? Cứ mang ra đây. Trứng ở đâu đấy? Trứng hôm qua đấy. Ôi giời. Hôm qua đấy. À, hôm qua là giấu đúng không? Rồi nhanh thật đi. Thảo nào tôi vừa đang bung bia mà liếc mắt một cái, bốn quả còn có hai. Bỏ ngay cái kiểu tắt mắt đi nhá. Anh em uống rượu với nhau là phải trung thực. Không phải là tắt mắt, lại càng rất là trung thực. À, đây là nhìn xa trông rộng. Hôm qua tôi mà không nhìn xa trông rộng, tôi mà không nhìn thấy cái viễn cảnh ngày hôm nay, thì làm sao mà có cái đồ để nhắm như thế này được. Cái chả nhẽ uống rượu xuông à? Đúng rồi.